Hello, xin chào cả nhà. Đây là ảnh cưới của mình lúc trước ở Trung Quốc này cả nhà. Mình tự trang trí. Bây giờ anh chồng mình đang bơm bong bóng nó về cả nhà. Hai vợ chồng mình mua bong bóng về tự làm, tự trang trí. Đây là nhà riêng của hai vợ chồng mình nên hai vợ chồng tự trang trí bày biện. Ở bên Trung thì mua bong bóng rất là dễ, lên mạng là mua đặt về là có nguyên bộ làm sẵn rồi cả nhà ơi, mình chỉ có tốn công làm thôi. Mọi người xem, đây là nhà của mình. Nhà của mình là nhà chung cư. Nhà của mình có hai phòng, hai phòng ngủ, một phòng khách, hai toilet và một cái phòng để đồ, chứa đồ á, với một cái ban công cũng rộng lắm. Lúc trước mình quay đó, mình có cho mọi người xem là mình trồng rau. Ở đây là phòng hai vợ chồng mình, phòng bên kia thì không có ai ở. Ở đây là hai vợ chồng mình trang trí cho đẹp thôi chứ đâu không có tổ chức ở nhà. Cha mẹ gia đình đặt ở nhà hàng rồi, mình chỉ có đi lại nhà hàng ăn uống thôi à. Để cho ở này thì để cho bạn bè lại chơi cho biết nhà của mình thôi, nhưng mà bạn của chồng mình thì cũng ít. Nói chung là bên gia đình chồng mình thì cũng ít dòng bà con dòng họ lắm, nên dù sao cũng phải trang trí cho nó đẹp rồi giống đám cưới. Nhà của mình thì do thằng chồng mình nó tự kiếm tiền tự mua cả nhà ơi, chứ không có ai mà giúp đỡ hết trơn á. Còn cha mẹ chồng của mình thì sống ở quê nên hai vợ chồng ở riêng. Giờ này là ngày tổ chức đám cưới của mình đó, dòng họ bà con bạn bè của chồng mình rồi nhà chơi tham quan xem nhà mình. Dòng họ này, dòng họ của chồng mình thì ít lắm, có vài người thôi à. Đi lại uống uống trà hồi mới đi lại khách nhà hàng, mà nhà hàng mình ở gần nhà lắm, đi lại có vài phút tờ tới à. Đây là nhà hàng mọi người, ở đây bày biện cũng khá tương đối giống Việt Nam mình. Bên đây thì nhiều món lắm mọi người ơi, có 20 món đó, món nóng món lạnh gì ôi nhiều lắm, nhưng mà không ngon, đồ ăn mình cảm thấy không ngon mọi người ơi. Chồng mình giờ này mời rượu anh họ, bên nay anh ấy rất là vui, nhậu tới bến luôn cả nhà ơi. Mà mình lo đãi tiệc không có thời gian quay nhiều cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình.